Dạ vâng, em Khả Năng Ô Tô xin kính chào tất cả quý khán giả. Chào mừng mọi người quay trở lại kênh mua bán ô tô cũ Khả Năng Ô Tô giá rẻ Hải Phòng. Số điện thoại 0326062789. Hôm nọ Khả Năng Ô Tô cô cùng anh em Phúc Thái đi mua một chiếc xe. Hôm nay lại cùng nhau đi mua một chiếc nữa, các bác nhìn thấy không? Đấy, chiếc Mazda 3 đời 2018 tư nhân chính chủ các bác nhé. Xe cực đẹp luôn. Đời 2018 em sẽ lên sóng sau. Thì hôm nay nhân vật chính của chúng ta là cái chiếc mà hôm nọ bọn em đi Hải Dương mua đây. Đi Hưng Yên mua đây, chính chủ, chính tên chính chủ, chủ nhà đi. Anh ấy là mua xe về anh ấy đi xe tải ấy, đi không dùng nhiều đến chiếc xe này, thì bọn em bán phục vụ cho nhân dân. Anh em nào mà muốn quan tâm đến một dòng xe tiết kiệm nhiên liệu thương hiệu của Nhật Bản, sản xuất tại Thái Lan, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam, đời 2018 tư nhân một chủ sử dụng từ mới biển Hưng Yên, zin hết 100% bao trách hãng cho bà con các bác anh chị, thì các bác có thể alo trực tiếp cho em đăng qua số điện thoại 0326062789, đời 2018 nhé các bác nhé. Mẫu xe này nó cạnh tranh trực tiếp với dòng Kia Bowling, Hyundai i10 hay là Toyota Wigo, nhưng mà Suzuki có vẻ như nó không thông dụng bằng, nhưng mà chất lượng máy móc thì em nghĩ những dòng khác không thể bằng được. Mấy chiếc xe Hàn Quốc thông dụng như Kia Bowling hay là Hyundai i10 thì không thể ăn được nó các bác nhé. Để về cái độ rộng rãi thì em nghĩ chiếc này nó cũng ngang ngang với con Kia Bowling, nhưng ngồi khá là rộng thoải mái, nhưng mà nhìn form bên ngoài trông có vẻ hơi vuông vuông, thì nhìn có vẻ bé hơn một chút so với dòng i10 các bác nhé. Nhưng mà chất lượng máy móc của dòng Suzuki thì em khẳng định với các bác là nó sẽ tốt hơn, đẹp hơn. Về chất lượng chiếc xe thì em thấy cao keo chỉ zin 100%, có một số chỗ móp méo em vẫn để nguyên vì nó vẫn là sơn zin của xe, em chưa có làm sơn. Đây ví dụ như này, anh em nhìn này, đây hơi móp móp một chút này, cái này anh em muốn thì em làm hộ cho các bác này. Còn dưới ba bô lê này có một tí nhá, ba bô lê này hơi móp một tí kìa, các bác nhìn thấy chưa, vẫn là sơn zin của nó, hơi móp một tí đấy. Còn lại ngoài ra thì nó là sơn zin 100% theo xe, có dán thêm bộ tem của chủ xe cũ, người ta đã dán rồi. Thì cái này thì anh em cũng thích thay đổi thì anh em về anh em bóc ra anh em sơn thôi, chứ còn chẳng có vấn đề gì cả. Về sơn zin mới lại em thấy bộ tem nó cũng khá là đẹp và phù hợp. Nọ đi mua thì chê đấy, nhưng mà không bất đồng nào anh em, vì xe đẹp quá. Nhưng mà thực ra bộ tem dán rất là ok luôn, nhưng em cứ chê và thôi em về em sơn. Nhưng mà thực ra em muốn, thích lắm, em thích cái kiểu dán tem này nhìn giống nó đẹp hơn, trẻ trung hơn. Hiện tại thì em đi Hải Phòng mua xe thì em đang ở chung cư Anh Dũng anh ạ, chung cư Anh Dũng Hải Phòng này, và em thấy view khá là đẹp, còn trước cái trường QSI International School này. Đấy thì em quay luôn để phục vụ review cho bà con các anh chị nào muốn quan tâm đến dòng xe Nhật Bản nhập khẩu Thái Lan, đẹp, zin, không đâm đụng va chạm, máy số keo chỉ zin 100%. Thì các bác hãy liên hệ trực tiếp với em đăng qua số điện thoại 0326062789 nhé. Suzuki Scenario này thì nó đời 2018 với động cơ máy nó chỉ 1.0 thôi. Và nhưng mà đặc biệt là nó trang bị túi khí đầy đủ các bác nhé. Đấy là nó là dòng bán đủ nên rất là đẹp và tiết kiệm nhiên liệu. Riêng cái dòng nhiên liệu thì em thấy báo vàng lâu lắm rồi, mà em đi khoảng mấy chục cây rồi vẫn chưa xi nhê, thì thực sự con xe này nó tiết kiệm kinh khủng luôn. Nó tiết kiệm đến mức độ mà gần như là không cảm thấy xăng nó tụt ấy. Nó chỉ khoảng rơi vào, em nghĩ nó chỉ rơi vào khoảng tầm 5 lít xăng trên 100 km thôi, 4 lít rưỡi thôi nếu đi đường trường nhé. Đấy, rất tiết kiệm. Có dán thêm bộ tem The End The Fast Favorite, nhìn khá là ok luôn. Suzuki này, đèn pha nguyên bản theo xe, đèn gầm nguyên bản. Đấy, sơn zin, có dán thêm bộ tem, tem nóc, tem sườn, tem trên capo, nhìn trông rất là khỏe khoắn và đẹp, và form dáng thì cực sự là rất là sạch sẽ nhé. Quên mất chưa báo giá cho bà con các anh chị, với mức giá này em đang rao niêm yết tại cửa hàng là 258 triệu đồng, Khả Năng Ô Tô đưa ra giá này, và tất nhiên khách hàng của Khả Năng Ô Tô sẽ được giảm, được bớt, được lục lá và bao rút hồ sơ. Các bác cần quan tâm alo trực tiếp vào Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789 các bác nhé. Về bên ngoài thì em nghĩ là chiếc xe này nó rất là nhỏ gọn và tiết kiệm nhiên liệu, và nó phù hợp với tất cả các cung đường, phố, đường trường đều ngon hết. Anh em đi gia đình thì với cửa tiền 250 quay đầu thì nó thật với bà con các anh chị này, chắc không có chiếc nào đẹp hơn đâu, nên là rất là sạch sẽ nhá, đẹp luôn và không đâm đụng va chạm gì cả. Anh em về chỉ việc đi đổ xăng và chạy thôi nhá. Đấy, bên ngoài đã cứng cáp và đẹp như này rồi, không biết nội thất như nào thì đây em quay nội thất cho các bác này. Đấy, xe này tư nhân chính chủ và không đóng vào hãng taxi nên là nội thất rất là đẹp, các bác nhìn thấy không? Đây vô lăng củ số này, trần nỉ nguyên bản không bẩn chút nào, có tích hợp hai túi khí hai bên các bác nhé. Có màn hình này, màn hình như là màn hình Android đấy, cam nùi, cam hành trình đầy đủ hết, full đồ chơi. Ghế bọc da, vô lăng này, mới lại cái tapi cửa, các bác nhìn gai sần của nó nguyên hết này, không mất phần nào, keo chỉ cánh không mất phần nào luôn. Hôm nọ thì em cũng có quay qua rồi, nhưng hôm nay em quay lại cho bà con ngắm này. Xe thì em chưa có dọn nội thất nhé các bác nhé, nhưng mà rất là đẹp luôn rồi, đã sạch sẽ đẹp đẽ lắm rồi, không cần làm gì rồi. Tình trạng xe đổ xăng là chạy mà sướng lắm, nhìn này. Anh em nhìn thấy ghế da sạch sẽ nhé, trông chật chật nhưng mà ngồi rất là rộng thoải mái nhé, rất là rộng và thoải mái luôn. Trần nỉ nguyên bản không bẩn tí nào luôn này, ghế da bọc mới này,
sơn si chẳng phải làm gì đâu, em tỉa toát về tí thôi chứ còn chưa phải làm gì cả. Keo chỉ anh em nhìn hộ em này, nếu mất phần nào thôi em tặng xe các bác ngay. Em đi mua chính tên chính chủ lên này cũng dễ mà cảm thấy nó rất là đẹp và phù hợp với. Đây anh em sang nhá, anh em Scenario này, Suzuki Scenario sản xuất tại Thái Lan nhé, nhập khẩu về Việt Nam sang không trì này. 4,33 lít kết hợp, 3,77 lít ngoài đô thị, anh em nhìn thấy chưa? 5 lít trong đô thị, nó siêu tiết kiệm nhiên liệu chứ đừng nói tiết kiệm nhé, siêu tiết kiệm nhiên liệu. Tiết kiệm tuyệt đối luôn nhá, vô đối về khoản tiết kiệm nhiên liệu này. Keo chỉ nó zin hết từ trong ra ngoài, ốc cửa sáng choang. Mới tinh. Đẹp nét căng từ trong ra ngoài luôn. Tình trạng xe là các bác cứ đổ xăng là chạy thôi. Nếu mà có lỗi gì khả năng ô tô xin nhận lại xe và hoàn lại tiền cho bà con, bồi thường cho bà con. Cái này em viết vào văn bản luôn, không mất một phân keo chỉ nào, không đâm đụng va chạm ngập nước nhé. Bảo hành cho bà con 1 năm. Bảo hành 1 năm về máy móc cho bà con. Tất nhiên là anh em phải chú ý dầu nước cho em nhé. Anh em về anh em bỏ cát vào trong máy thì em chịu thôi chứ cần. Còn xe này nó thật bà con các anh chị này, chẳng thể chê đâu được, thực sự luôn. Không thể chê đâu được luôn này. Anh em nên nhớ là xe gia đình, phục vụ gia đình thôi nhé, chứ không phải là xe anh em chạy dịch vụ. Nhưng mà con này nó thật với bà con này, nếu các bác nào mua về chạy dịch vụ thì quá ok. Vừa nhỏ gọn, vừa tiết kiệm nhiên liệu, vừa đẹp, mà thương hiệu của Suzuki. Đấy, độ bền cao và máy móc thì nguyên zin, không đâm đụng va chạm gì. Đấy, tư nhân một chủ từ dụng từ mới, nó đi được mà hơn 6 vạn thôi. Anh em ạ, 6 vạn 6 thôi nhá, mới đét luôn. Này, tiếng đề này các bác nhìn này, em tắt đi nhá. Trang bị đầy đủ túi khí và phanh ABS luôn các bác nhé. Túi khí ABS đầy đủ nhé. 6 vạn 6 này. Màn hình cam nùi, cam hành trình. Full đồ chơi phụ kiện nha mày. Đấy. Màn Suzuki là nó ai. Rất là đẹp. Có dán thêm ít đồ chơi này, anh em thích thì anh em bóc ra. Em để nguyên được, bóc ra cũng được. Tùy theo anh em. Đó, đăng kiểm tháng 4 năm 2023. Còn khá là dài anh em ạ. Về vô lăng củ số các bác nhìn hộ em này, nó mới lắm, nó mới đét hết luôn, không hề xước sát gì cả. Không bị mòn, không bị trơ, rất là đẹp luôn từ trong ra ngoài. Củ số cũng thế này, mới đét. Nói chung là con này mà dọn nội thất tí thêm tí tiền mấy trăm nghìn dọn nội thất nữa vào thì anh em đẹp chấp hết, không thể chê đâu được luôn. Gương kính chỉnh điện nhá, khóa chốt cửa động đầy đủ hết. Giờ chúng ta cùng khám phá cái phần khoang máy động cơ xem tình trạng động cơ nó như nào. Nó nhỏ và tiết kiệm nhiên liệu, em chưa dọn nội thất thì chắc chắn là cái phần nội cơ động cơ thì em cũng quay luôn cho bà con xem luôn thôi. Ốc cabo chưa mở nhé. Ốc cabo chưa mở này. Keo chỉ cabo này, không mất phần nào luôn. Không mất một phần nào luôn nhé. Đấy. Rất là đẹp, nhiều máy nổ êm ru luôn, sợ thật. Đây này, anh em nhìn hộ em này, cabo này. À, từng đường keo, từng đường vân là còn nguyên hết nhé. Chưa hề có đâm ba, đâm xô gì cả. Về phần máy móc này, mặt máy chưa hạ nhé các bác nhé. Mặt máy chưa hạ này, chân máy chưa hạ này. Đây, keo đuôi chuột còn nguyên này. Đây là cụm phanh ABS. Bản đủ mới có các bác nhé. Bản này chỉ có bản đủ thôi, không có bản thiếu. Anh em đừng có lo. Đây, hai bên tai đèn này, mọi thứ đều nguyên zin. Đây, số máy này, số đây. Nhìn rất là dễ này, rộng rãi, khoang máy nhìn rất là rộng. Tha hồ ngắm nghía thoải mái luôn, đầu răng sắt xi. Mọi thứ đều nguyên zin, bao zin cho bà con. Cái chiếc máy này em về sẽ vệ sinh qua, xịt qua rồi rửa bằng hơi nước nóng các bác nhé. Không phải anh em xịt nước vào đây mà được đâu nhé. Nhiều bác mua về không biết cứ thể xịt nước vào cho nó sạch, chẳng giải quyết gì cả. Đấn như này nhưng nó êm mà được. Chứ đừng có xịt cái gì vào đây các bác. Trân trọng cảm ơn tất cả quý cô bà con, các bác anh chị đã luôn quan tâm theo dõi, ủng hộ Khả Năng Ô Tô trong thời gian vừa qua. Hãy nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ những video bên em. Anh em nào cảm thấy chiếc xe này nó phù hợp tiền với cửa tiền 250, còn nuôi còn bớt thì anh em có thể liên hệ trực tiếp Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789. Trân trọng cảm ơn tất cả quý bà con, các bác anh chị đã luôn quan tâm theo dõi, ủng hộ. Và em sẽ đi vào review cái chiếc xe mà vừa em cùng Phúc Thái đi mua được đây. Đấy, đây là chiếc Mazda 3 đời 2018 nha các bác nhé. Tên tư nhân chính chủ, biển Hải Phòng. Xe về em làm một tí sơn cản. Thế thôi, còn đâu zin hết. Trách hãng thoải mái các bác. Zin hết, hơn đi 5 vạn rưỡi rồi. 5 vạn rưỡi chuẩn nhé. Mới đét luôn từ trong ra ngoài, mang nước sơn màu đen. Xuất sắc, từng phân keo chỉ, máy số zin hết 100%. Anh em về chỉ việc đổ xăng là chạy thôi. À, mức giá bán thì thông nó loanh quanh khoảng tầm 530 anh em ạ. Đấy. 538 triệu. Anh em mua được cảm thấy chiếc này nó phù hợp thì anh em lấy. Đó, dòng xe Mazda thương hiệu của Nhật Bản, sản xuất tại Việt Nam, phân khúc hạng C các bác nhé. À, nó để anh em đừng so sánh mấy con Vios nhé. Trân trọng cảm ơn tất cả mọi người hãy cùng theo dõi những cái video mà Khả Năng Ô Tô lên sóng báo giá về những mẫu xe. Chiếc này thì em mua chính chủ luôn, em sẽ ghép vào luôn cho bà con xem.